Xin chào anh em mình là Jimmy chuyên review những chiếc đồng hồ chính hãng và hôm nay mình sẽ đến với một cái video là giới thiệu mẫu và tặng mã giảm giá cho anh em. Và anh em lưu ý là mã giảm giá nó sẽ có tác dụng uh, có hiệu lực trong vòng 3 ngày nha. Tức là hôm nay thì sẽ là ngày 23 tháng 10. Đây. Hôm nay ngày 23 tháng 10 thì mã giảm giá này sẽ có giá trị là giảm cho anh em số tiền lớn và chúng ta chỉ có tác dụng áp dụng trong vòng từ 2 23 cho đến 24 và hết ngày 25 thôi, tức là chúng ta sẽ có hiệu lực trong vòng 3 ngày đến hết ngày thứ ba. mấy hôm nay thì Jimmy có suy nghĩ rất là nhiều thì làm sao, làm cách nào để anh em có thể mua hàng sau đó chúng ta quay trở lại mua tiếp những cái sản phẩm khác ủng hộ Jimmy Watch mà anh em vẫn tiết kiệm được một số tiền và đặc biệt là Jimmy sẽ không bị thiệt thòi Cho nên là mình nghĩ hoài nghĩ tới nghĩ lui và mình ra được cái phương án là mình sẽ À, bật quảng cáo bật quảng cáo trên video và và những cái video này là những cái video mà mình sẽ tặng mã giảm giá giới thiệu mẫu cho anh em trước nè nếu anh em ưng mẫu đó chúng ta có thể đặt hàng qua những hình thức như sau truy cập vào website jimmywatch.com chúng ta đặt hàng sau đó chúng ta add mã giảm giá vô mà mã giảm giá mình sẽ thông báo ở trong video này và cách thứ hai là anh em có thể nhắn qua Zalo hoặc là bất kỳ cái phương tiện nào có thể liên lạc với bay của Jimmy thì anh em đặt hàng thì anh em đọc mã giảm giá hoặc là nhắn cho mình cái mã giảm giá, tức là anh em có xem video này thì anh em sẽ được uh, giảm giá đặc biệt sử dụng được mã giảm giá đó nha. Và mã giảm giá hôm nay mình sẽ ưu đãi cho anh em một cái mã giảm giá có trị giá là 700 000 đồng Đó, để anh em tiết kiệm được chi phí và chúng ta có thể uh, mua một chiếc đồng hồ này và sau đó anh em cũng có thể đủ kinh phí để chúng ta có thể quay trở lại trong thời gian sớm nhất ủng hộ tiếp tục cho Jimmy Watch. À, anh em được mua được nhiều nè, mua được giá với với cái giá rất là tiết kiệm và mình sẽ không bị thiệt hồi nữa. Mình sẽ uh, nhận lại một phần nhỏ từ số tiền mà anh em xem quảng cáo cho nên là uh, anh em hãy hỗ trợ cho Jimmy nè. Bấm like video này, đăng ký kênh để khi mà Jimmy có những cái video mới là anh em sẽ nhận được ngay nha. Mà giảm giá thì mình sẽ thông báo bất kỳ trong video này thông qua hai con số ở đây. Thì uh, đây là cái ngày hôm nay ngày 23 tháng 10 nha. Còn mã giảm giá thì một chút nữa mình sẽ thông báo cho anh em cái mã giảm giá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chiếc đồng hồ này, mình sẽ giới thiệu với anh em chiếc đồng hồ này nha. Đó, anh em mình giới thiệu sơ về cái cách của đặt hàng rồi nha và cái mã giảm giá nữa. Thì hôm nay ở đây chúng ta sẽ có được là những chiếc đồng hồ rất là nhiều chiếc đồng hồ nội địa Nhật luôn. Mình sẽ có được 2 4 6 8 10 chiếc đồng hồ. Và thì nếu như vậy thì mình sẽ tạo một cái mà giảm giá là 10. Đó. Đây anh em lưu ý nha, mã giảm giá 10 anh em chỉ cần uh, nhắn cho mình thông qua số hotline là 0907525830 là chúng ta đọc cái mà giảm giá này thì khi mua hàng anh em sẽ được giảm 700 000 đồng trên video này những chiếc đồng hồ trên video này nha à, anh nên lưu ý là mã giảm giá không áp dụng cho à, không áp dụng kèm theo bất kỳ những chương trình à, khuyến mãi nào khác chúng ta chỉ được chọn một trong hai thôi hoặc là trong ba trong bốn chứ những chương trình giảm giá đang có à, những khuyến mãi đang có thì anh em chỉ chọn được một trong hai thôi nha nếu chúng ta giảm giá rồi thì chúng ta không có được áp dụng những khác nữa chứ mà cái nào cũng áp dụng là mình lỗ mình dịp tiệm luôn á rồi anh em lưu ý nha, mã giảm giá là 10 chúng ta có thể đặt hàng qua website. S mã giảm giá vô là được giảm ngay 700 000 đồng và mã giảm giá này chỉ có hiệu lực từ hôm nay 23 tháng 10 cho đến hết ngày 25 tháng 10, tức là 3 ngày, 3 ngày hiệu lực nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Sun and Moon Gen 5 rất đẹp. Đây là một cái phiên bản nội địa của Nhật, bán tại Nhật thôi. À, chỉ dành riêng cho thị trường Nhật, có mã là RN AK 0304B anh em thấy là giá tạc niêm tại thị trường Nhật Bản sẽ là 46.200 yên đã tính thuế. Còn đây là tiếng Nhật thôi mình không biết. Đây mấy in Japan nha. Tất cả các sản phẩm đây đều là hàng mới hết nha anh em. Mới, new phim box, đầy đủ hộp sổ thẻ cho anh em. Mình có một đống hộp bên kia. Hộp bên đây rất là nhiều để cho anh em. Đó, rất là nhiều hộp nha. New phim box, đầy đủ hộp sổ thẻ. Chiếc đồng hồ này thì nó sẽ thiết kế với cái size là 41.5. Gen 5 là một cái mẫu bán rất là chạy của Oren tại vì cái size của nó gọn hơn, nó nhỏ hơn một chút xíu so với những cái gen trước. À, đặc biệt là phiên bản Gen 3. Thì phiên bản này chúng ta sẽ có được cái size 41.5 thôi cũng rất là dễ đeo nè. Rồi mình sẽ có được một thiết kế rất đẹp mặt màu đen, đen sang trọng, vỏ thép không rỉ mà BBD màu rose gold. Rồi chúng ta sẽ có được lịch ngày nè, chức năng sun and moon là thông báo giờ ban ngày ban đêm. Rồi chúng ta sẽ có lịch thứ bên góc 9 giờ. Rất đẹp và đây là một cái phiên bản sử dụng bộ máy in house và máy Isabel luôn nha bộ máy của nhật luôn dây da dập vân cá sấu màu đen khóa xiên có logo thương hiệu Ren nè rồi nắp lưng nắp lưng lỗ đáy luôn và chúng ta sẽ có được thông tin như là chống nước 53 thoải mái đi mưa rửa tay thép không rỉ kính sapphire mặt trước nè rồi mã máy sẽ là F6 B2 cái máy này thì nó sẽ có được 22 chân kính là bộ máy đời mới rồi cho nên là sẽ có sự can thiệp của Epson ở đây tập đoàn của Seiko vì Oren đã được Epson mua lại gần mười mấy năm rồi Đây đặc biệt là cái chữ này Make in Japan Phiên bản dành riêng cho thị trường nội địa Nhật F6 B24 21 chân kính 40 giờ tích cót và 22 chân kính, 22 chân kính nè 21.600 tấn số động Make in Japan Rất là đẹp nha Cái chiếc này rất là thanh lịch, sang trọng, trẻ trung Thiết kế cầu vạch thì rất đẹp rồi Cái size 41.5 thôi Ờ à À, gần 41.5 thôi. Mình sẽ đo lấc cho lấc để anh em có thể hình dung được cái cổ tay của mình. Bề ngang cổ tay của anh em á. Lấc to lấc của nó tầm khoảng 48. Đó. Thì anh em cổ tay tầm khoảng 15.7.8 là có thể đeo được rồi. Chiếc này thì nó hơi dày chút xíu 13.4. Tại vì nó có nhiều chức năng nè, nó có lịch moon phase, nó có ờ uh, sorry nó có calendar moon, nó có lịch thứ, lịch ngày cho nên nó gồm nhiều lớp bánh xe, lớp nó chồng lên nhau cho nên nó phải dày chút xíu. Và mình sẽ có được một cái thiết kế rất đẹp sang trọng trẻ trung bên tay cho anh em xem luôn đây cổ tay Jimmy đang đeo là 16cm nè anh em thấy rất đẹp rất là sang vô cùng sang trọng luôn rất đẹp nha Rồi, tất cả các sản phẩm đây mình sẽ không báo giá cho anh em ở đây mình chỉ giới thiệu mẫu và tặng mã giá cho anh em thôi anh em ưng mẫu nào thì uh, lên website đặt hàng nha lên website nó sẽ có video mình xuất bản là những cái sản phẩm này á, nó sẽ nằm trong cái cái mục đầu tiên á. nó sẽ hiện trên màn hình đầu tiên luôn anh em mở website truy cập gmail.com là chúng ta thấy ngay rồi hoặc là chúng ta có thể click vào cái menu mà uh, thanh lý giá rẻ đó thì mình sẽ để trong đó luôn để anh em dễ dàng tìm cho nó anh em click vào đó và chúng ta đặt hàng sau đó chúng ta ép mã giảm giá vô hoặc là anh em chụp màn hình cái mẫu này gửi cho mình thông qua zalo hoặc là messenger hoặc bất kỳ cái phương tiện nào um, whatsapp um, IMC cũng được rồi chúng ta nhắn thêm cái mã giảm giá là được giảm ngày 700 000 đó, rất là dễ dàng và bù lại thì anh em chịu khó có cái quảng cáo xem giùm mình chút xíu nha đó, đó là lý do tại sao mình tặng mã giảm giá cho anh em và anh em lưu ý là mã giảm giá chỉ có hiệu lực trong 3 ngày thôi nha đến hết ngày 25 tháng 3 là chúng ta sẽ không được sử dụng mã đó nữa rồi tiếp đến là mình sẽ có một chiếc gì uh, da đi mặt màu trắng đi để anh em dễ dàng hình dung hơn tại vì chúng ta vừa đi cái biết mặt màu đen vỏ màu vàng hồng ở chiếc này mặt màu trắng nhẹ nhàng thanh lịch thì nó sẽ có mã số là rn rn là cái đầu mã mà những cái sản phẩm mà bán dành riêng cho thị trường nội địa nhật anh em lưu ý là sẽ rất là dễ dàng để quan sát và chúng ta nhìn ak 0305 s giá cũng là 44.000 yên khá là cao mấy in japan nha chống nước là 53 Uh, di da đen nè dập vân cá sấu nè khóa xiên màu bạc logo thép không rỉ kính sapphire rồi thiết kế cọc vạch trẻ trung có lịch thứ là lịch ngày có sun moon rất là đẹp chỉnh giờ thì cứ kéo nứt ra hết hết là chỉnh kim rồi bấm vô một nấc đầu tiên là chỉnh lịch ngày nè còn cái lịch thứ thì để mình test coi lịch thứ thì anh em và ngược lại đó là nó đi lịch thứ rồi kéo hai nấc là chỉnh giờ rất là dễ, hacking stop luôn nè uh, Sun and Moon thì nó đi chung với lại cái kim rồi Nó sẽ xác định được cái giờ ban ngày ban đêm để anh em chỉnh giờ cho chính xác Kim uh, vuốt nhọn lưỡi kiếm Rất đẹp và sang trọng Chiếc này cũng như chiếc hồi nãy thôi, chúng ta sẽ có một cái lớp tôi lớp là 48 Rồi bề dày tầm khoảng 13.4 Bề ngang đường kính nó sẽ là 41.5 chấm 5 Cái mẫu là bán chạy nhất và dân số cao nhất Của dòng game là một cái dòng đẹp nhất của Sơn Oren luôn ờ, thiết kế kinh điển với cái Sun Moon và đây là cái phiên bản có chữ Sun Moon nữa nè nó sẽ có một cái phiên bản mới hơn là không có chữ Sun Moon tùy theo đợt thôi ờ, chiếc này thì nó sử dụng bộ máy của Nhật luôn mặt sau nắp lưng chúng ta sẽ thấy nè kính sapphire mặt trước Max in Japan F6B2 bộ máy 22 chân kính 40 giờ tích cót rồi chúng ta sẽ có không rỉ chống nước 53 thoải mái đi mưa rửa tay nha mặt màu trắng đối với mặt màu trắng thì nó sẽ chảy tia nó sẽ xoắn xoắn như thế này nè mấy cái sọc ờ, à, sẽ lên tay thử luôn cổ tay của mình đang đeo là 16 cm nha anh em thấy là cái lắc nó sẽ vừa với cổ tay của mình cho nên là anh em có tay chắc tầm 15.8 trở lên chúng ta mới đeo đẹp chiếc này thiết kế sang trọng trẻ trung và rất là lãm với cái bộ dây da màu đen đặt hàng anh em chỉ cần truy cập website đặt vào và cái một thanh lý giá rẻ đó thì anh em đặt hàng và chúng ta ép cái mã giảm giá 10 vào thì anh em sẽ được giảm ngay 700.000 đồng mà giảm giá chỉ có hiệu lực trong 3 ngày đồng 3 ngày thôi 23 24 và 25 tháng 10 và anh em chịu khó xem quảng cáo cho mình nha bấm like video để hỗ trợ Jimmy đưa cái video này đến nhiều người dùng hơn và bấm đăng ký kênh nếu anh em chưa đăng ký để trước khi mà Jimmy có những video mới á, là chúng ta sẽ được thông báo và mình sẽ xem những chiếc đồng hồ nào mình thích thì mình mua và mình sẽ được giảm giá rất là nhiều cho nên là anh em chịu khó hỗ trợ Jimmy xem quảng cáo chút xíu nha chịu khó chút xíu thôi cảm ơn anh em rất là nhiều thì mình nghĩ có nhiều cách lắm nhưng mà mình mình thấy cái cách này là nó nó sẽ tốt cho anh em hơn là chúng ta sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền và Jimmy cũng không có thiệt thòi nhiều nữa mình sẽ lấy một phần ở tiền quảng cáo mình bù lại và mình sẽ hỗ trợ anh em cái chi phí để chúng ta mua những chiếc đồng hồ ưa thích tiết kiệm hơn rồi anh em sẽ có thể sau này anh em còn quay lại mua lại những cái mẫu khác của mình nữa và anh em lưu ý cho mình là mã giảm giá không áp dụng chung với những cái thiết chương trình khuyến mãi khác nha đây một chiếc xe sân second mon kim dây tách rời vì chiếc kim rốn và chiếc này thiết kế rất đẹp có mã là rn gạch r, -R, -R 006 x giá tạc niêm yết khá là cao 52.800 yên đó đây là một chiếc dành riêng cho thị trường Nhật nội địa. Made in Japan. Thiết kế cọc số rất là nam tính nè. Hai, hai sọc. Thép. À, BBD màu vàng gold. Kính sapphire. Chiếc này kính sapphire nha. Rất sang trọng luôn. Hở tim ở góc 9 giờ. Đối với phần hở tim của Orange thì làm rất là đẹp rồi. Nhìn rất là cuốn luôn. Hoàn thiện cao. Japan ở đây. Kim nè. Có phủ lum luôn. Viền benzene thì mà bbd màu vàng gold đúng bạn có mã bbd chúng ta sẽ đo cây sai 41 một, ờ, cái sai thiết kế này rất là, là, dễ chịu dễ đeo và mỏng 11.2 mm thôi khá là mỏng anh em mà có tay nhỏ nhỏ cũng có thể đeo được nè lắc là 48.6 sáu, ờ, chúng ta sẽ có một thiết kế là thép dây thép đặt không rỉ ba chỉ Make in Japan, kính sapphire máy ngon lành của Oren luôn. Uh, make Japan, kính sapphire nè, phủ lâm kim giờ kim phúc. Bên phần thân thì xử lý bóng. Khóa sẽ là khóa gặp một bên. Tất cả hàng đều là mới nha anh em, chưa qua sử dụng. Rồi nắp lưng, chúng ta sẽ có nắp lưng lộ đáy. Chiếc này sử dụng bộ máy F6 S22 có chức năng là sinh second mount là kim dây nhỏ tách rời ra và hở tim ở góc 9 giờ. Chống nước là 53 thoải mái đi mưa rửa tay nè. Mình sẽ có được uh, thép không rỉ kính sapphire Epson Make in Japan. 24 chân kính luôn. Bộ máy 24 chân kính và khoảng 40 giờ tích cót nha. Máy của Oren đánh hoa văn rất đẹp. Giờ mình lên tay. Chiếc này rất mỏng nha anh em. Chỉ có 11 chấm mấy mi thôi. Cổ tay Jimmy đang đeo là 16cm. sang trọng đẹp mà cũng trẻ trung nam tính nữa rất là khỏe khoắn chiếc này lên tay rất khỏe anh em thấy cọc số nè cơ bắp vô cùng họ tim nữa hiện đại trẻ trung đẹp nữa chiếc này mua tặng ai mà chê thì chịu luôn và anh em nhớ là chúng ta đặt hàng đọc mã giảm giá 10 sẽ được giảm ngay 700 000 đồng và chịu khó xem quảng cáo cho mình à, 10 rất là đẹp Rồi mình tiếp tục Nếu mà anh em đặt hàng qua Zalo thì chỉ cần chụp màn hình nha Chụp cái cái đồng hồ này gửi qua cho mình Rồi gửi thêm cái cái mai giảm giá nữa là anh em sẽ được giảm Rất là dễ dàng để mua hàng luôn Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc Orange Golden A à, Chiếc này sẽ dành cho anh em nào thích sự sang trọng cũng có một chút gì đó thanh lịch hiện đại và nó sẽ phù hợp với anh em có tay nhỏ tại vì cái size thiết kế của chiếc này có 39 thôi 39 39.5 là mình đo thử cho anh em xem và đặc biệt đây là một chiếc rất là hiếm thị trường nội địa Nhật dành cho nội địa Nhật thôi RN gạch AG 0003 l giá tại niêm miết cũng là 42.900 yên rồi cũng khá là cao Make in Japan nè dây thép đạt 5 chỉ rồi khóa gặp một bên rất là xịn luôn sang trọng đẹp chiếc này thon gọn lắm À chính này anh em thấy là thiết kế thép không rỉ, mặt màu xanh deep blue chảy tia rất là sang. Cái mặt số màu xanh này thì vô cùng sang là lúc nào cũng tự nhiên nó sang thôi. Logo thương hiệu phía trên và hở tim ở góc 9 giờ. Phía dưới là dòng chữ bên ở đây. Kính sapphire luôn nha anh em, rất là trong. Kim vót nhọn lưỡi kiếm rất là sang trọng đau phi nè. Rồi viền benzene xử lý bóng, bên phần thân cũng vậy luôn. đúng vặn có logo. Bây giờ mình đo cái size cho anh em nha. 38.5 thôi Cái size này rất gọn và anh em có tay từ 15.5 cũng có thể đeo được Nếu chúng ta thích chiếc này Tay nhỏ là lụm ngay 11.1 Bề dày và nó lắc cho lắc là 48 Anh em nào có tay nhỏ là cứ đeo chiếc này là Đẹp Thậm chí có tay Jimmy là 16cm nè Anh em thấy lên tay vẫn đẹp Vẫn sang Thiết kế rất là trẻ trung và hiện đại luôn Hở tim ở góc 9 giờ Quá tuyệt vời Kính sapphire để xem cái máy gì nha. F6T22 cũng là bộ máy đời mới rồi. Rất là ngon lành. Make in Japan luôn nè. Quá xịn luôn khỏi chê. Rồi chống nước của chiếc này 53 thoải mái đi mưa rửa tay. Thép không rỉ. Từ vỏ kim cọc bộ dây. Cái búa của Oren nó làm đánh hoa văn rất đẹp nha. Đó, F6T22 23, 22 chân kính giờ tích cóp đối với những chiếc orange thì nó thầm 40 41 chiếc này quá sang luôn màu xanh này rất là sang rồi rồi anh em truy cập website jimmy.com để chúng ta đặt hàng chiếc này và nhập ngay mã giảm giá 10 để được giảm ngay 700.000 à, mã giảm giá chỉ có hiệu lực trong 3 ngày thôi 23 24 và hết ngày 25 nha 25 tháng 10 hoặc là anh em có thể nhấn vào Zalo và hotline hoặc bất kỳ phương tiện nào để liên lạc với Jimmy à, và chúng ta chụp mẫu này cùng với gửi cái bài giảm giá 10 nhắn qua là anh em sẽ được giảm ngay và đó là cái chương trình ưu đãi mà Sammy dành cho anh em thông qua rất là nhiều ngày để suy nghĩ và mình tìm muốn tìm cách nào đó để anh em có thể mua hàng dễ dàng hơn rẻ hơn tiết kiệm hơn mà mình cũng không bị thiệt thòi nhiều mình có thể là mình bị thiệt thòi chút xíu cũng không sao anh em có thể bấm nét bỏ qua quảng cáo cũng được nhưng mà mình sẽ mình nghĩ là sẽ có một vài anh em sẽ hỗ trợ ủng hộ mình cái phương án này cho nên là anh em hãy bấm like video này giùm mình cùng với đăng ký kênh nha để cho mình xuất bản những video mới là chúng ta thấy ngay và mình sẽ lựa được những chiếc đồng hồ ưa thích với giá rất tiết kiệm mà giảm giá lần này mình đã, mình dành một cái suất giảm giá 700 000 cho anh em luôn quá đẹp chắc là review một hai cái là mình sẽ nói lại về cái vấn đề đó để anh em chúng ta có lướt lướt kéo kéo thì chúng ta biết được cái chương trình đó rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi qua cái chiếc đồng hồ này đi cũng là game 5 game 5 một cái bảng mặt màu trắng chảy tia rất đẹp, sang trọng, nhẹ nhàng Và nó sẽ sang với cái cọc số cùng với Kim cọc mà BBD màu rose gold rất là sang trọng Mà BBD là thấm vô thép rồi nó không có bong tróc nha anh em Nó chỉ có Theo thời gian thì nó phải xuống màu nhưng mà kim cọc thì nằm bên trong thì không ảnh hưởng rồi Chiếc này rất là an toàn Xài rất ngon lành, xịn à, Chiếc này dành cho anh em nào ý thích sự nhẹ nhàng Và thích cái mặt màu trắng, không thích cái màu màu đen và hồng như thế kia. Thì chúng ta chọn mẫu này. Đây chúng ta sẽ có logo nè, có lịch ngày, sun and moon, rồi có lịch thứ nữa. À, kim cọc làm rất đẹp mà BBD Rose Gold, kính sapphire, viền bên xử lý bóng, bên phần thân, đây thép đặt không rỉ hết luôn. ba chỉ, khóa nè. Rồi nói về mã số thì chiếc này sẽ có mã số là RN, cũng là một cái đầu mã của nội địa Nhật gạch AK 0301S 42.600 yên giá đã tính thuế và nhập về Việt Nam bán khá là cao ạ à. còn còn nên mua tại đây sẽ được giảm giá rất là nhiều và chúng ta sẽ có tặng thêm một cái mã giảm giá 10 giảm ngay 700.000 cho anh em khi đặt trên website hoặc là liên hệ trực tiếp với Zemi và chỉ cần nhấn mã giảm giá nha đây chiếc đồng hồ này đẹp vô cùng sang trọng kim lưỡi kiếm lao nè à. bây giờ của chiếc này lúc nãy mình đo là 13 chấm mấy á à. 17.5 tại vì nó có nhiều chức năng. À, lịch thứ, lịch ngày, moon phay thì nó phải có nhiều lớp bánh xe và nó phải cao, nó phải dày. 38.5 cái lắc to lắc. Như là anh em cứ cổ tay tầm khoảng 16 cm cho lên là đều đẹp, đẹp. Đảm bảo luôn. Nắp lưng nè. Mình sẽ có một nắp lưng lỗ đáy và các chi tiết như là thép không rỉ nè, chống nước 53 thoải mái đi mưa rửa tay, kính sapphire mặt trước, Mac Isabel bộ máy F6 B24 22 chân kính à, sẽ có 40 giờ tích cót và 21.600 tần số động nha bộ máy này là do Oren tự sản xuất luôn rất là xịn in house Nhìn cái bộ máy in house rất là chất lượng nha cho nên là mình sẵn sàng bao dài cho nên 7 ngày đầu luôn lỗi là đổi một và những chiếc đồng hồ này mình sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm bảo hành 2 năm nha bao dài 7 ngày đầu lỗi là một đổi một luôn không bao giờ lỗi, không bao giờ tự nhiên nó lỗi được. mình cam kết với anh em những chiếc đồng hồ máy nhật không bao giờ tự nhiên nó lỗi trừ khi chúng ta à, va đập rơi rớt hoặc ngâm nước thôi. Thì không bao giờ nó tự nhiên nó lỗi được luôn. rất là đẹp nha. để chỉnh giờ thì chúng ta bấm một nó chỉnh được cái lịch ngày nè. dạng ngược là, là chỉnh được lịch thứ nha. rồi chúng ta sẽ chỉnh được kim và mặt à, sundial sunmoon nó đi theo rất là dễ dàng, mic isaben xịn sò luôn. Rất là đẹp, lên tay, cổ tay mi là 16 cm xin nhắc lại 16 cm. Anh em thấy là đeo vừa. Anh em là cổ tay từ 16 cm thì à uh, trở lên thì đeo chiếc đồng hồ này. Size thiết kế là 41.5. Lớn khoảng 48. Và để đặt hàng chiếc này anh em truy cập website zimi com S mã giảm giá 10 chúng ta sẽ giảm ngay 700 000 Mã giảm giá có hiệu lực trong 3 ngày từ 23, 24 và hết ngày 25 và không áp dụng chung với những cái chương trình khuyến mãi khác đang có trên JimmyBot nha hoặc là anh em có thể chụp màn hình chiếc này cùng với uh, nhắn cho mình thông qua bất kỳ phương tiện nào rồi chúng ta gửi thêm mã giảm giá là được giảm ngay đó. rất đẹp về giá của nó thì anh em có thể nhắn cho mình um, hoặc là truy cập website gmail com click vào một thanh lý giá rẻ là anh em sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ thấy được giá của chiếc đồng hồ này nha. Cái đó chúng ta sẽ có một chiếc y chang vậy luôn mà mặt màu xanh. Vậy mình sẽ đi nhanh nha tại vì chiếc này mình sẽ không cần phải nói nhiều. Chúng ta vừa nói xong. mặt màu xanh thì chiếc này nó sẽ là xanh chạy tia. Có logo nè, có lịch ngày y chang luôn, xanh moon, lịch thứ. Kính sapphire, thép không rỉ. Bây giờ là 13.5 lớp tầm khoảng 48 và chúng ta sẽ có cái sai thiết kế là khoảng 41.5. Mã số chiếc này sẽ là RN gạch AK 0303L 46200 yên à, đã tính thuế. Dây ba chỉ to thép đặc. Khóa gặp một bên. Nắp lưng. Make in band, rất là quan trọng ở chỗ này. Và bộ máy sẽ là F6 24 22 chân kính. Đó, à, 40 chi tiết có cho anh em và 21.600 đồng số động. Sản phẩm mới Nephone Box nha. rất đẹp luôn. Lên tay cho anh em xem nó đẹp như thế nào. Đây, cổ tay mình sẽ nhắc lại 16 cm, lên tay chiếc này rất là vừa bạn. Đẹp nam tính, khỏe khoắn và trẻ trung. À, rất là sang trọng với bộ kim cùng với mặt số như thế này. Thép không rỉ, kính sapphire, máy của Nhật inhouse vô cùng bền bỉ. Và để xem giá và đặt hàng chiếc này, anh em truy cập vào website jimmywatch.com, click vào một thanh lý giá rẻ. Chúng ta đặt hàng, sau đó s mã giảm giá 10 sẽ được giảm ngay 700 000 đồng và lưu ý mà giảm giá chỉ có tác dụng trong vòng 3 ngày từ 23 24 đến hết ngày 25 nha. Không áp dụng chung bất kỳ cái mã giảm giá nào hoặc chương trình của mã nào đang có hết. Cái thứ hai nhanh gọn lẹ là anh em có thể chụp màn hình chiếc này rồi nhắn cho mình à, thông qua số hotline 0907 525, 830, hoặc bất kỳ phương tiện nào và chúng ta nhắn thêm mã giảm giá 10 là được giảm ngày 700.000 đồng nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ rất là quen thuộc ở đây, SK mặt lửa phiên bản tái bản năm 2019 Với phiên bản tái bản này anh em sẽ có một cái bộ máy mới được trang bị trên chiếc đồng hồ này nè Chúng ta có một cái cách bài trí Màu sắc mặt số nó giống như cái kiểu tô chuyển màu Người mà anh em hay gọi là ombre Thì mình nói cho nó dễ hiểu là chuyển màu <laughs> Thì ngay trục kim anh em thấy là màu hồng cánh sen Và nó sẽ lan dần ra bên ngoài sẽ là màu đen thì cách chuyển này nó giúp cho chúng ta có một cái mặt số rất là nhẹ nhàng không thô cứng rồi chúng ta có một cái phong thiết kế rất đặc biệt kim cọc đó, vẫn giữ được nét của cổ điển ngày xưa thì uh, bộ máy mới được trang bị chiếc này sẽ là cái điểm nhấn và đặc biệt chiếc đồng hồ này là phiên bản nội địa nhật nha made in Japan phiên bản dành riêng cho thị trường nội địa nhật với mã là RN-AA0B02R giá là 33.000 yên dây là dây thép cuộn nha anh em dây thép cuộn nè khóa gặp một bên chiếc này quá là quyền thoại rồi anh em là chơi đồng hồ lâu năm là nói là biết ngay và anh em mua chiếc đồng hồ này một là sưu tầm hai là tặng uh, anh chị chú bác gì đó là họ rất là thích chiếc đồng hồ rất là đẹp luôn nó có ý nghĩa và theo uh, lịch sử nữa rất là lâu năm rồi và tái bản lại với cái mẫu mới như thế này kính là kính khoáng nha lúc này là chỉnh cái viền bezel bên trong nè À, anh em nào chưa biết xài cái viền measure mình xin uh, giới thiệu luôn nha à, Ví dụ như là chúng ta Cái kim nó đang lơ lửng ở đây Thì cái viền này giúp chúng ta có thể canh à, Giờ ví dụ như mình muốn canh 5 phút Thì mình đưa ngay vị trí uh, Tâm đi, đó là chút nữa cái kim của chúng ta đang đi, Nó chạy, thời gian trôi thì cái kim nó di chuyển tới Thì chúng ta biết được là 5 phút nè 10 phút nè 15 phút Rất là dễ dàng để anh em canh giờ Khi mà muốn canh giờ gì đó rồi chúng ta canh bao lâu nó sẽ hết giờ hay là gì đó thì anh em ví dụ mình canh 5 phút nó hết giờ mình đưa cái kim này tại ngay chỗ này rồi lát nữa cái kim chạy tới hai cái gạch này hết 5 phút rồi đó, cách sử dụng là như vậy còn cách nào khác thì anh em uh, comment bên dưới giới thiệu cho mình nha lên có thì như vậy thôi đây là bộ máy mới F6 B2 22 chân kính và 40 giờ tích code, chúng ta sẽ có được phía sau sẽ là Epson mã máy chống nước 53 thoải mái đi mưa tay mình xài chiếc đồng hồ này khoảng 4-5 năm á Mình đã bán lại rồi nhưng mà chiếc đồng hồ này chưa vào nước bao giờ mấy in Japan Thép không rỉ Đó. Anh em lưu ý là đây mình còn cái siêu nhựa chưa gỡ nha chứ không phải vết xước đâu Rất là đẹp chiếc đồng hồ mình cứng khừ luôn Sản phẩm mới nha anh em neo 4 Bảo hành 2 năm cho anh em luôn Được cái mà giảm giá rất là giá trị luôn 700.000 đồng Đặt trên website hoặc là inbox cho mình À, chụp màn hình gửi mã giảm giá là xong nha rất nhanh gọn lẹ và chỉ cần anh em hỗ trợ mình là xem quảng cáo hoặc là chúng ta có thể bấm like video hoặc là đăng ký kênh để giới thiệu cho anh em khác thì mình rất là thật cảm ơn anh em ở à, chiếc đồng hồ này sẽ thiết kế là 41.7 nha tính ra là 41.7 tròn cho nên là anh em có tay phải tầm đâu gần 16 trở lên chúng ta đeo mới đẹp mình sẽ đo cái lót cho anh em để anh em biết tại sao cái lớp là 46 nhưng à bây giờ cái đi rồi nói tiếp bây giờ sẽ là 12.8 để anh em có hình dung chúng ta không bấm một cái chỉnh lịch ngày cùng với lịch thứ đó bảy cái nữa là chỉnh được kim chỉnh giờ rồi tại sao lớp tôi lớp tới 46 mà mình nói là anh em có tài từ 16 trở lên để mới đẹp nè anh em thấy nè đó tại vì cái mặt trên nó bầu ra như thế này nó hơi to cho nên là mình nghĩ là anh em phải có tay từ 16 trở lên đeo mới đẹp nhỏ hơn đeo không không có đẹp lắm tại vì nó cần một dư một chút để dây nó phủ lên nó ôm cổ tay cứ tối tay mà từ trung bình 16 trở lên là chúng ta đeo đẹp rồi anh em thấy nè thì mình đang đeo chiếc này rất là vừa cổ tay mình 16 cm nè rất là chuẩn để anh em có thể hình dung nha giờ quen cũng tương đối thôi mình xài mình thấy cũng tương đối này mình tắt đèn mất công tết dạo quan mình đi nhanh cho anh em nha anh em cần chi tiết thì mình có thể inbox qua mình và để đặt hàng chiếc này cùng với xem giá thì anh em truy cập vào website jimmywa.com lít ngay vào một thành lý giá rẻ chúng ta có thể đặt hàng ngay trên website em mà giảm giá 10 giảm ngay 700 ngàn đồng cho anh em luôn và mẹ giảm giá chỉ có hiệu lực trong 3 ngày 23 24 và đến hết ngày 25 không áp dụng với bất kỳ những chương trình khuyến mãi nào khác của bên mình nha đó chọn một trong hai thôi hoặc là anh em có thể chụp màn hình, nhắn qua cho mình Thông qua số hotline 0907 525830 Gửi kèm mã giảm giá 10 Chúng ta sẽ được giảm ngay 700.000 đồng Và rất mong anh em sẽ bấm like video này Để đưa video đến nhiều người khác hơn Để mình Có cơ hội bán được nhiều hơn Thì mình sẽ Tặng nhiều mã giảm giá cho anh em nữa Rồi và hi vọng sẽ gặp lại anh em trong những lần sau nữa Đó là những cái mong muốn của mình Mình sẽ nghĩ rất là nhiều để để đưa ra cái chương trình như thế này có thể là thiệt thòi chút xíu nha nhưng mà vẫn hỗ trợ được anh em và rất là mong chúng ta sẽ giao lưu với nhau rồi tiếp tục chiếc này là địa nhật nè chiếc này có mã số là sbtr019 trong nước 13 kinh khủng giá tạc là 33.000 yên đây là một chiếc đồng hồ phiên bản máy pin chronograph nhưng mà chúng ta có một cái khóa gặp và chống gãy dây rất là xịn đây của Seiko đó dây màu xanh mặt màu xanh xịn so nắp lưng nè thép không rỉ chống nước 13 luôn thoải mái đi mười tay máy của Nhật đó đi đây case in China là cái vỏ nè cái vỏ này được thiết kế ở China còn Seiko lắp ráp tại uh, Nhật nha anh em make in Japan đây anh em nhìn kỹ nè ghi rất là rõ Ê, sorry anh em anh này không phải cái này là bản máy của nhật cái vỏ là sản xuất ở trung quốc china vậy là chắc lắp ráp china rồi nhưng mà đây là cái phiên bản bán tại nhật thôi thị trường nội địa nhật cho nên là anh em sẽ thấy có mã định uh, danh của nó là mã nhật tiếng nhật tác nhật luôn và giá nhật không không có giống như cái chiếc đồng hồ mình review nãy giờ nha là phiên bản nội địa của nhật máy nhật máy izabel còn chiếc này không máy izabel nha máy in đâu đây không có ghi chắc là bên trung quốc rồi nhưng mà chỉ ghi là máy của Nhật thôi. Rồi chiếc này chúng ta sẽ có là một phiên bản máy pin sử dụng máy pin của Seiko. Kính nè. Kính này cả hai kính halide của nó, kính halide của Seiko có thể chống trầy xước tốt hơn kính khoáng. Bấm giờ thể thao thì bấm một cái cái kim nó chạy. Bấm một cái nữa nó dừng. Và khi nó chạy một bấm nút như vậy thì nó reset lại. Đó, nó quăng kim lại. Bấm một lần nè. Chạy. Khi chạy hết một vòng 60 phút thì ở đây nó nhảy một nấc nè rồi bên đây là cái vòng tròn 24 giờ phía dưới đây là kim dây đây là lịch ngày rất là nhiều tính năng bấm ngưng nè bấm đi sẽ trả lại nè Đó. có hai nấc mình bẫy ra một nấc anh em thường mắc cái vấn đề là chúng ta lúc nào cũng giật ra hai nấc do mình bóp mạnh quá thì chúng ta chỉ cần không gặp không giật nha bóp nhẹ cái. ngón trên ngón dưới bấm nhẹ cái là nó ra một nấc dạng nó không thấy gì hết trơn dạng ngược lại đó lượt ngày nó đi một chiều bấm một cái nữa ra chỉnh kim đó đây là một chiếc máy pin nha Seiko Chronograph Movement Japan mặt màu xanh rất là sang chiếc này sang quá anh em đừng có thấy là 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 Kay in China rồi chia nó dởm nha chiếc đồng hồ này sử dụng máy của Seiko còn Kay China là tức là nó nói về cái vỏ nó nó sản xuất tại Trung Quốc, còn không biết cái này có mấy Insignia nó không ghi thì mình không xác định được. Nhưng mà là một chiếc đồng hồ đạt chuẩn của Seiko nha, trước khi xuất xưởng 40.8. Anh em nào tâm lý quá thì đừng mua, còn anh em nào chơi nhiều thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề và, và chất lượng. Anh em thích màu nào mua màu đó. Bây giờ là 12. Còn anh em nào thích mấy Insignia thì đây là có những phiên bản mấy Insignia. Rồi chúng ta sẽ có là lớp lớp là khoảng 48. Như vậy là cái chiếc này á, anh em cổ tay tầm khoảng 15.6 là có thể đeo được rồi. Đây. Rất là thể thao nam tính khoảng khoắn nè. Trẻ trung nữa, với cái màu xanh này thì rất là trẻ này Đây cổ tay Jimmy đang đeo là 16 cm. Với những cái khóa gặp như thế này á, thì anh em lưu ý là chúng ta cổ tay nhỏ đeo sẽ hơi khó nha, mặc dù cái mặt nó nhỏ. Cổ tay anh em nhỏ quá đó, cái khóa này á, nó nằm tuốt bên này nè. Ngay chỗ cái gài nè. Nó đeo nó sẽ cấn rất là khó Còn cốt tay vừa vừa như á, thì đeo cái nằm ở giữa Chúng ta vô dây ấy, thì nó nằm ở giữa rất là đẹp Ha Anh em lưu ý với đó cho mình Còn tay nhỏ quá mà thích mẫu này Thì là phải làm một cái sợi dây khác thôi để cái phần này nó ngắn lại Thì cái khóa này nằm ở giữa Cái đồng hồ rất là đẹp Dây dập vân cá sấu màu xanh Khóa rồi để mua và xem giá chiếc này anh em truy cập vào website jimmywatch.com và chúng ta click vào menu hành lý giá rẻ. Anh em sẽ thấy ngay những chiếc đồng hồ này và đặt hàng S mã giảm giá 10 giảm ngay 700 000 đồng cho anh em và mã giảm giá chỉ có hiệu lực trong 3 ngày từ 23 24 đồng hết ngày 25, không áp dụng chung với bất kỳ mã giảm giá nào khác hoặc chương trình khuyến mãi khác nha. Hoặc là anh em có thể chụp màn hình chiếc đồng hồ này gửi cho mình thông qua số hotline 0907 gửi kèm mã giảm giá 10 giảm ngay 700 000 đồng nha. rất là đẹp kế tiếp chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ chiếc này như mình làm rồi chiếc này nha đây là một thương hiệu rất là mới thương hiệu này tên là wish do it và đây là một phiên bản máy pin thiết kế lấy cảm hứng từ mặt số của đồng hồ xe đua thì chúng ta sẽ có được một chiếc đồng hồ sử dụng máy pin nè, rồi mình sẽ có một những cái cái này nó có nét hay hao giống sắc mai á, nên là phiên bản máy pin khá là dày. em là có tay nhỏ đeo thì nó sẽ hơi khó chịu một xíu. chúng ta uh, rất dễ đeo, tại vì bên đây nó là cong, hai cái đầu dây nó cong, nhưng mà nó sẽ thiết kế hơi dày nha. dây cao su hở thì đeo thoáng nè. khóa xiên, logo thương hiệu màu bạc, uh, thép không rỉ, kính sapphire và chúng ta sẽ có bộ máy của nhật, máy của Seiko. Rồi mã số ở đây và chúng ta sẽ có chống nước là 50m thoải mái đi mưa tay rồi Cái này có siêu chưa gỡ Ở đây mặt sau nắp lưng nó khác nổi một cái chiếc xe đua nè Rồi cái nấm vặn bên đây Nó sẽ giống, à, cái 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 nấm này nó sẽ giống như bánh xe đó, cái mầm xe Đây chiếc đồng hồ này chúng ta thiết kế rất đẹp à, Chỉnh kim thử xem Đây anh em nhìn nè, mình sẽ có một cái ô lịch ngày ở đây rồi ở đây chúng ta sẽ có được một cái vòng tròn 24 giờ. Rồi mình sẽ có được uh, kim dây nằm ở đây. Còn kim bấm giờ thể thao là cái kim dài phải. No. Cây kim bấm giờ thể thao là cái kim ngắn này nè. Bấm một lần nó ngưng, bấm một lần nữa nó chạy nè. Và khi mình ban bấm ngưng, mình bấm nút ở đây thì nó trả về. Đó, nó đi trả về. Bên đây là chỉnh 24 giờ, còn bên đây khi nó chạy một vòng 60 giây thì nó nhảy một đất ở đây là 1 phút. Khi mình chỉnh kim thì anh em nhìn kỹ cái vòng tròn bên góc 3 giờ là 24 giờ nó di chuyển theo để mình giúp định nó giúp mình xác định được cái giờ sáng tối á. Ví dụ 8 giờ thì ở đây chỉ 20 tức là 8 giờ tối thì anh em canh được để chỉnh cái lịch ngày cho đúng nha. Thiết kế form tono dạng thùng vi rượu. Vỏ màu bạc. Cọc số học trò ở đây. Thiết kế rất là ngầu nam tính, vẻ khoáng rất là đô nha. Anh em thấy là cổ tay Jimmy đang đeo là 16 cm nè. Anh em phải cổ tay tầm 16.5 trở lên để mới đẹp. Cổ tay mình đang là 16 nè. Thích thì đeo thôi chứ nó hơi to, hơi nặng. Anh em cổ tay to, tức là anh em đô đô có thì đeo chiếc đồng hồ này rất đẹp. Một chiếc đồng hồ máy pin Seiko, kính sapphire, thép công rỉ, form dáng tono rất là thời trang. À, để xem giá và đặt hàng chiếc này anh em truy cập website jimmywatch.com và click vào menu thanh lý đồng hồ giá rẻ thanh lý giá rẻ nha để chúng ta đặt hàng và S3.1 giá 10 được giảm nghe 700.000 đồng luôn hoặc là anh em có thể chụp màn hình chiếc đồng hồ này gửi cho mình thông qua số hotline 0907 525830 kèm mã giảm giá 10 giảm ngay 700.000 đồng nha. Mã giảm giá chỉ có áp dụng trong vòng 3 ngày. Anh em lưu ý cho mình. Chỉ có tác dụng trong vòng 3 ngày mình sẽ không đặt được sau đó. Không sử dụng được cái mã giảm giá đó sau 3 ngày nha. Tiếp tục một chiếc đồng hồ nữ. À, chiếc này là Mixed phiên bản nội địa Nhật RN AG0728X 100 yên và một chiếc sử dụng máy cơ nha. Nữ nhưng máy cơ cũng khá hiếm. Dây da màu nâu dập vân cá sấu. Rồi hở tim ở góc 9 giờ. À, gọc cọc số làm hơi nữ tính chút xíu tại vì đây làm phiên bản nữ, máy automatic của Orange. Kim làm cũng nữ tính. Mà BBD màu 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 gold rồi mình sẽ có được khóa xiên có logo ở phía sau nắp lưng đây. Dây rồi nắp lưng. lỗ đáy mình thấy nguyên cục máy luôn nè, vẫn sử dụng bộ máy F6 T22. 22 chân kính 40 giờ tích cót. Rồi chống nước là 3 ATM đi mưa rửa tay ok. Make in Japan nha. Sản xuất lắp ráp tại Nhật luôn, máy của Oren. Chiếc này là kính khoáng không phải sapphire kính khoáng thường thôi rất là trong họ tim góc 9 giờ thì nó sẽ nhìn nó rất là hay rất là sang trọng trẻ trung nữa ở ờ, chiếc này đo cái size để chị em có thể dễ hình dung nha chiếc này phiên bản nữ nha anh em đừng có mua nam mà mua đều là chết luôn 36 và nó hơi dày chút xíu 12.3 lý do là nó là một bộ, bộ máy automatic thì rất khó để mỏng như những chiếc đồng hồ máy pin được và chúng ta sẽ có một cái lớp tầm khoảng 42.3 rất là dễ đeo xe 36 chị em tay đừng có quá tay tắm thôi là có thể đeo được rồi Họ tim gốc 9 giờ rất là sexy quyến rũ nha Đó, rất là phù hợp với các chế nào cá tính để xem giá và đặt hàng chiếc này anh em truy cập vào website gmail.com và chúng ta click vào menu thanh lý giá rẻ đặt hàng ngay mẫu này và ép mã giá 10 để được giảm ngay 700.000 đồng nha mã giảm giá chỉ có hiệu lực trong vòng 3 ngày từ ngày 23 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2023 và không áp dụng kèm những chương trình khuyến mại khác đang có nha. Hoặc là anh em có thể chụp màn hình chiếc đồng hồ này, nhắn cho mình thông qua số hotline 0907 không kèm mã giảm giá 10, chúng ta giảm nghe 700 000 đồng. Và đây là cái chương trình mà mình suy nghĩ vắt óc để đưa ra cho anh em. Chúng ta mua hàng với giá rất là tiết kiệm. Cho nên là mong anh em sẽ hỗ trợ mình ngược lại. Bấm like video này, đăng ký kênh và nếu có quảng cáo chịu khó xem mình dùm mình một hai cái nha. Đó. Còn nếu anh em nào không thích xem quảng cáo chúng ta có thể bấm nét qua Thì cái tiền quảng cáo nó sẽ bù là một phần cái chi phí mà giảm giá cho anh em nè đó, mình đang cố gắng để hỗ trợ chúng ta hỗ trợ nhau để mình sẽ có được những chiếc đồng hồ chính hãng với cái giá rất là tiết kiệm và mình có thể quay trở lại mình mua thêm những chiếc đồng hồ khác rồi cảm ơn các anh em đã xem hết video này và xin nhắc lại mã giảm giá trong video này một không giảm ngay 700 trăm đồng cho anh em anh em truy cập vào website jimmywatch.com chúng ta sẽ thấy tất cả các mẫu đồng hồ này đều là hàng mới, trăm phần trăm chưa qua sử dụng nên phương bảo hành 2 năm. Và S7 giảm giá 1 không giảm ngay 700 000 đồng khi đặt hàng những chiếc đồng hồ này, một trong những chiếc này. Có hiệu lực trong vòng 3 ngày đầu, uh, 23, 24 và hết ngày 25. Và không áp dụng kèm theo những cái mã giảm giá khác. Anh em lưu ý cho mình. Rồi cảm ơn các anh em đã xem hết video này nha. Một cái video giới thiệu mẫu tặng kèm mã giảm giá và hy vọng sẽ được giao lưu với anh em. Uh, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.